Kính chào các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 28 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin đã đến lúc cần loại Trung Quốc ra khỏi các định chế quốc tế. Trung Quốc là một thành viên của nhiều tổ chức quốc tế như Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, Tổ chức Y tế Thế giới WHO và thậm chí còn nắm một trong năm ghế thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhưng lại là quốc gia vi phạm nghiêm trọng những quy định của tổ chức này. Sự hiện diện và quyền lực của Trung Quốc trong các định chế ấy với bản chất là một chế độ độc tài có mục đích thống trị thế giới về kinh tế và quân sự, rõ ràng là phản tự nhiên và nguy hiểm. Đã đến lúc cộng đồng quốc tế cần phải hành động, loại Trung Quốc ra khỏi các định chế quốc tế này. Ngay từ thời điểm xuất hiện con virus chủng mới gây căn bệnh lạ, Trung Quốc đã lũng đoạn Tổ chức Y tế Thế giới để trì hoãn việc công bố đại dịch. Đây là hình ảnh Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào ngày 28 tháng 1 năm 2020. Giới chuyên gia cũng đánh giá Tổ chức Y tế Thế giới đã hành động quá chậm chạp khi đối phó với đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Qua quan chức của Đài Loan đã cảnh báo Tổ chức Y tế Thế giới vào ngày 31 tháng 12 năm 2019 về khả năng viêm phổi Vũ Hán lây nhiễm từ người sang người, nhưng Tổ chức Y tế Thế giới dường như không lưu tâm. Ban biên tập của Bloomberg đã nhận xét Tổ chức Y tế Thế giới đã để lỡ thời cơ vàng để ngăn chặn đại dịch viêm phổi Vũ Hán, khi tới tận ngày 30 tháng 1, cơ quan này mới ban bố tình trạng khẩn cấp. Và cho đến tháng 2, Tổng Giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới vẫn từ chối khuyến nghị cấm toàn bộ chuyến bay hoặc đình chỉ đi lại với Trung Quốc, cho rằng thái độ này sẽ gây ảnh hưởng tới nguồn lực trong cuộc chiến chống đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Mặc dù nhiều nhà khoa học hàng đầu xem xét đại dịch viêm phổi Vũ Hán là đại dịch từ trước đó rất lâu, khi nó lây lan nhanh chóng từ quốc gia này sang quốc gia khác, Tổ chức Y tế Thế giới chỉ công nhận điều này vào ngày 11 tháng 3. Và việc Tổ chức Y tế Thế giới liên tục dành cho Trung Quốc những lời ca ngợi như giúp thế giới câu giờ trong cuộc chiến đại dịch viêm phổi Vũ Hán cũng khiến dư luận không đồng tình. Bruce Sims, cố vấn cấp cao của Tổ chức Y tế Thế giới, từng gây bức xúc khi phớt lờ câu hỏi của phóng viên về sự thành công của Đài Loan khi đối phó với đại dịch viêm phổi này. Và thất vọng về phản ứng mang tính chính trị hóa như vậy, Phó Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso châm biếm rằng Tổ chức Y tế Thế giới nên đổi tên từ Tổ chức Y tế Thế giới thành Tổ chức Y tế Trung Quốc. Và điều phối viên đội phản ứng viêm phổi Vũ Hán của Nhà Trắng Brits đã nói rằng thông tin mà Trung Quốc cung cấp khiến thế giới nhận định nhầm rằng viêm phổi Vũ Hán có thể dễ dàng kiểm soát hơn thực tế. Điều đó cũng cho thấy sai lầm của Tổ chức Y tế Thế giới khi quá cả tin vào dữ liệu từ Trung Quốc. Và Tổ chức Y tế Thế giới đã quá thân thiện với Bắc Kinh khi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán bùng phát. Và những thực tế trên cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ của Trung Quốc đối với tổ chức này. Không dừng lại ở đó, Trung Quốc còn thao túng trắng trợn cả tổ chức quốc tế lớn nhất là Liên Hợp Quốc, cùng cơ quan quyền lực nhất của nó là Hội đồng Bảo an, mà Trung Quốc là một trong năm nước thường trực. Đây là hình ảnh một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tại New York vào ngày 25 tháng 4 năm 2020. Ai cũng biết, ngay từ khá sớm, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã nhấn mạnh cuộc khủng hoảng hiện nay là nghiêm trọng nhất đối với nhân loại kể từ năm 1945. Trong vòng nhiều tuần trước đó, toàn bộ hành tinh đã rơi vào tình trạng náo loạn. Virus corona mới đã khiến hàng chục nghìn người chết, hàng tỷ người phải sống trong tình trạng phong tỏa. Tuy nhiên, phải tới ngày 9 tháng 4, một cuộc họp qua cầu truyền hình đầu tiên về virus corona mới được tổ chức tại Hội đồng Bảo an. Và tại sao lại có sự chậm trễ đến như vậy? Nguyên nhân không đến từ một yếu tố nào xa lạ, mà chính là từ trong năm thành viên của thường trực Hội đồng Bảo an, cũng là quốc gia khởi phát đại dịch, một trong năm quốc gia đó, đó là Trung Quốc. Ngay từ đầu tháng 3 năm 2020, Trung Quốc với tư cách chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an trong tháng đã nêu tuyên bố sẽ không tổ chức bất kỳ thảo luận nào về đại dịch. Đại sứ quán Trung Quốc Shang Chun đã giải thích như sau: không cần thiết phải tổ chức thảo luận vì thế giới đang sắp sửa vượt qua dịch khi mùa xuân đến. Và kết cục là trong tháng 3, Hội đồng Bảo an đã thảo luận về nhiều xung đột trên thế giới nhưng lại không hề đả động đến đại dịch đang khiến toàn cầu chao đảo. Và Bắc Kinh đã tìm mọi cách để ngăn cản các cường quốc mà họ gọi là nhúng mũi vào dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán tại Trung Quốc và những bê bối của nước này trong việc xử lý dịch bệnh. Và cuộc họp vào tháng 4 cũng đã không mang lại kết quả tốt đẹp nào cho thế giới, không hề có bức ảnh nào về cuộc họp được công bố ngoài một bức chụp lại từ màn hình đăng trên trang tweet của đại sứ Đức, người đã nỗ lực vận động để tổ chức này có cuộc họp như vậy. Và chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an vào tháng 4 năm 2020 là Cộng hòa Dominica. Và kết quả của cuộc họp đầu tiên về viêm phổi Vũ Hán của Hội đồng Bảo an
là một thông cáo báo chí được đại diện của Cộng hòa Dominica đọc trong vòng 70 giây. Hình ảnh mờ nhạt, đứt đoạn của thông báo cáo báo chí từ Hội đồng Bảo an hôm đó là một biểu hiện sống động cho tình trạng chắp vá của cơ chế điều hành toàn cầu hiện nay. Còn tại Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, suốt gần 2 thập niên qua, Trung Quốc vẫn không chứng minh được mình là một đối tác tin cậy. Đây là hình ảnh lễ ký kết Trung Quốc gia nhập tổ chức WTO năm 2001. Và Trung Quốc đã trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới kể từ năm 2001. Tuy không còn là quốc gia đang phát triển, nhưng Trung Quốc lại luôn được hưởng những ưu đãi liên quan đến quy chế này, trong khi đây là một nền kinh tế chỉ đạo, một thứ chủ nghĩa tư bản nhà nước, chứ không phải là một nền kinh tế thị trường. Trung Quốc là quốc gia duy nhất lợi dụng đủ của tổ chức này để thành công trong công nghiệp hóa, vì Trung Quốc hứa mà không làm, ký kết mà không thực thi bất kỳ một điều khoản nào. Bằng việc vi phạm các cam kết này, Trung Quốc đã bảo hộ doanh nghiệp nhà nước của mình tại thị trường trong nước, khiến hàng hóa của nước ngoài khó có thể cạnh tranh trên thị trường nội địa. Các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc hưởng vô số ưu đãi, từ tiếp cận tài chính, tài nguyên, công nghệ cưỡng chế và ăn cắp từ các doanh nghiệp của nước ngoài đầu tư vào, cho tới nguồn vốn dồi dào từ thị trường tài chính quốc tế chảy vào Trung Quốc trong gần 2 thập kỷ qua. Trung Quốc đã lạm dụng nhằm ảnh hưởng ưu đãi bất công về thuế, tiếp cận thị trường và cưỡng chế chuyển giao công nghệ. Trong khi đó, bản thân Trung Quốc cũng vi phạm các cam kết với mọi tổ chức quốc tế khác mà nó tham gia về vấn đề bảo vệ môi trường, nền kinh tế thị trường đầy đủ, thể chế dân chủ và minh bạch. Và chính các vi phạm này đã trở thành cơ hội để Trung Quốc tăng cường và tăng trưởng phi giới hạn. Hàng hóa của Trung Quốc đã ngập tràn thế giới bằng giá siêu rẻ. Sau đó, Trung Quốc lại mang chính năng lực sản xuất hàng hóa giá rẻ này lên bàn đàm phán với các tổ chức quốc tế, với các nền kinh tế khác để đổi lấy sự im lặng trong lợi ích kinh tế, chính trị của họ. Vào cuối năm 2018, ông Kevin, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế của Tổng thống Mỹ, đã đưa ra đề nghị có thể là trục xuất Trung Quốc ra khỏi tổ chức WTO. Ông khẳng định Trung Quốc đã cư xử không đúng với tư cách của một thành viên của WTO. Ông Kevin nói, chúng tôi chưa bao giờ hình dung được rằng có một quốc gia gia nhập WTO mà hành xử như cái cách mà Trung Quốc đang làm. Một thành viên của WTO cư xử sai phạm quá nhiều như thế này là khá mới. Đài RFI của nước Pháp đã dẫn lại nhận định của nhà tư vấn doanh nghiệp Francis rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc là hiểm họa cho tự do dân chủ và hòa bình của nhân loại. Đây là hình ảnh binh lính Trung Quốc đang làm lễ tại Trạm Giang, Quảng Đông để chuẩn bị đến căn cứ quân sự Doboti vào ngày 11 tháng 7 năm 2017. Ông phân tích như sau, Trung Quốc có quân đội đứng thứ nhì thế giới chỉ sau Hoa Kỳ. Ban đầu chỉ giới hạn ở phòng vệ, quân đội Trung Quốc nay đã trở thành một lực lượng đi chinh phục thế giới mà sức mạnh đang tăng lên, khiến khó có thể nghi ngờ về mục đích địa chính trị. Việc lập căn cứ hải quân ở Buti tại vùng Sừng, Châu Phi là một pháo đài thống trị Ấn Độ Dương có thể tiếp nhận nhiều chiến hạm lớn, thậm chí hàng không mẫu hạm, đã khẳng định tham vọng ấy. Và lực lượng có thể đạt đến 10.000 người vào năm 2026. Đất nước này đang nỗ lực vũ trang chưa từng thấy trong thời bình, với nhịp độ hoạt động của tổ hợp kỹ nghệ quốc phòng đứng hàng đầu thế giới, với số lượng công nhân, Bắc Kinh có thể tự hào trong một hai thập niên với tư cách cường quốc hải quân hàng đầu. Hai tàu sân bay và những chiếc khác đang được đóng, một tàu ngầm được xuất xưởng mỗi quý và một khu trục hạm mới hàng tháng, hợp thành một hạm đội hiện nay đã lên tới 700 chiến hạm, có thể hoạt động tại tất cả các vùng biển. Trong một bài viết của tờ báo tại Hồng Kông Bưu điện Hoa Nam buổi sáng vào ngày 12 tháng 5 năm 2020 mang tựa đề Trung Quốc tung ra tàu ngầm mang đầu đạn nguyên tử mới nhất và nhận được giải thưởng khoa học. Nhà báo Liu Shen bình luận về cách thử nghiệm hỏa tiễn nguyên tử Chok-L3 tầm xa 12.000 km, có thể từ vùng duyên hải Trung Quốc phóng sang tận đất Mỹ. Những hỏa tiễn này sẽ được trang bị cho các tàu ngầm thế hệ mới kể từ năm 2025. Và các vụ bắn thử hỏa tiễn được tuyên truyền rầm rộ khi các nhà nghiên cứu được trao các giải thưởng khoa học thuộc loại danh giá nhất của Trung Quốc. Một lần nữa, điều đó là khẳng định sự biểu dương sức mạnh trước toàn thế giới của Trung Quốc. Và ngân sách của quân đội Trung Quốc là 250 tỷ đô la trong năm 2018 và được tăng lên hàng năm, tức là tăng khoảng 7,5% trong năm 2020 và có thể gần bằng phân nửa so với Hoa Kỳ trong những năm tới. Nếu tính đến thực tế, ngân sách quân sự Trung Quốc nhờ nhân công giá rẻ nên có thể sản xuất ra một lượng lớn thiết bị hơn so với Hoa Kỳ, thì rõ ràng nỗ lực vũ trang này là hiếm thấy hoặc chưa từng thấy trong thời bình. Trong khi đó, cách biệt giàu nghèo thì là rất lớn.
và 22% dân số đang độ tuổi lao động của Trung Quốc bị thất nghiệp trước khi xảy ra đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Sự chuẩn bị ồ ạt như thế cho quân đội khiến chúng ta không thể không nhớ lại thời kỳ tái vũ trang của Đức Quốc xã kể từ năm 1933. Trước và trong đệ nhị thế chiến, điều đó đã xảy ra y hệt như Trung Quốc bây giờ. Và trong bối cảnh đó, nhà quan sát người Pháp kêu gọi hai thị trường tiêu thụ chính là châu Âu và Mỹ, hai nhân tố vẫn luôn giữ được chiếc chìa khóa quyền lực kinh tế với Trung Quốc, cần phải hành động sớm. Đây là hình ảnh đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc biểu quyết trong một cuộc họp của Hội đồng Bảo an tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở thành phố New York vào ngày 5 tháng 8 năm 2017. Châu Âu và Mỹ cần phải có quyết định kìm hãm lại tham vọng điên cuồng của chế độ độc tài cộng sản thô bạo, được lãnh đạo bởi một chủ tịch đầy cuồng vọng và nhờ độc đảng nên nó có thể ngự trị. Dù có thể là người dân không mong muốn, việc đặt lại vấn đề về tính chính danh và chính sách của Tập Cận Bình trên trường quốc tế có thể làm yếu đi quyền lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và ông cũng đề xuất loại Trung Quốc ra khỏi các tổ chức thương mại thế giới và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, bởi cách làm này có thể làm cho Trung Quốc trở nên ôn hòa hơn, giúp thế giới trong thời gian dài tránh được nguy cơ của một cuộc tấn công quân sự của Trung Quốc. Cũng cần nhanh chóng có được một sự thỏa thuận lịch sử giữa Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Tổng thống Hoa Kỳ để đòi hỏi hai tổ chức quốc tế trên thực hiện. Đề xuất của nhà quan sát người Pháp là rất táo bạo, nhưng chỉ mang tính tham khảo, bởi để đi đến quyết định và hành động thì là cả một câu chuyện dài, nhưng không phải là không khả thi, bởi lời kêu gọi bãi bỏ tư cách thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc của Trung Quốc của một người Việt sống tại Anh trên trang change.org tới ngày 14 tháng 6 đã thu hút được hơn 37.000 chữ ký. Trong số những người ký thỉnh nguyện thư, có người là người Anh, người Mỹ, người Nhật, Ấn Độ. Điều này cho thấy đây là một vấn đề được sự quan tâm và ủng hộ mạnh mẽ của nhiều nước, nhiều người trên thế giới. Và mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đang ấp ủ thành lập liên minh mới nhằm cô lập Trung Quốc. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Abe và Thủ tướng Ấn Độ Modi. Theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng tại Hồng Kông, Tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch mời Úc, Ấn Độ, Hàn Quốc và Nga cùng tham dự cuộc gặp sắp tới của Hội nghị Thượng đỉnh nhóm 7 nước nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7, gồm Anh, Đức, Pháp, Ý, Nhật, Mỹ và Canada. Chia sẻ với báo chí, ông Trump cho biết ông không có cảm giác rằng G7 đang đại diện cho chính xác những gì đang diễn ra trên thế giới và ông cảm thấy G7 đã rất lỗi thời. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Washington và Bắc Kinh về các vấn đề như xử lý đại dịch viêm phổi Vũ Hán cũng như về Hồng Kông. Đây là động thái khá bất thường và nó dẫn đến các suy đoán Washington đang cố thành lập một khối mới để cô lập Bắc Kinh. Trước đó, ông Trump không nói cụ thể liệu có muốn nhóm G7 trở thành G11 từ nay về sau, mà chỉ cho biết ông muốn 4 quốc gia trên tham dự hội nghị thượng đỉnh của G7 và muốn hội nghị thượng đỉnh thảo luận về Trung Quốc. Trên thực tế thì cả Hàn Quốc và Úc đều là đồng minh lâu năm của Mỹ, và trong khi đó Ấn Độ là một quốc gia quan trọng trong chiến lược Ấn Độ và Thái Bình Dương của Washington. Ấn Độ đang bất đồng với Trung Quốc trong việc giải quyết tranh chấp ở khu vực biên giới, còn nước Úc gần đây cũng kêu gọi cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc của virus corona, cũng như bày tỏ sự quan ngại về luật an ninh mới sắp được Trung Quốc áp dụng cho Hồng Kông. Vào hồi tháng 3, ngay giữa lúc đại dịch viêm phổi Vũ Hán lên cao điểm, nước Mỹ đã tái khởi động lại nhóm bộ tứ quát bao gồm Úc, Ấn Độ, Nhật và Mỹ. Sau 10 năm gián đoạn, nhưng điểm đặc biệt là có mời thêm New Zealand, Hàn Quốc và Việt Nam để trở thành bộ tứ mở rộng. Truyền thông thế giới dậy sóng với kế hoạch Mỹ xây dựng một mạng lưới kinh tế thịnh vượng, mục đích được cho là để chuyển dịch chuỗi cung ứng rời khỏi Trung Quốc càng nhanh càng tốt, khi đại dịch cho thấy vai trò then chốt của Bắc Kinh trong nền kinh tế thế giới. Sáng kiến mang tên mạng lưới thịnh vượng kinh tế nhằm đưa các quốc gia và doanh nghiệp xích lại gần nhau để vận hành theo một hệ thống giá trị chung. Không chỉ có Mỹ, vào hôm 29 tháng 5, Anh cho biết nước này đang hối thúc Mỹ hình thành một câu lạc bộ gồm 10 quốc gia có thể tự phát triển công nghệ 5G và giảm sự phụ thuộc vào tập đoàn Huawei của Trung Quốc. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, Chủ nhật, ngày 28 tháng 6 năm 2020 với bản tin đã đến lúc cần loại Trung Quốc ra khỏi các định chế quốc tế. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de